Hello anh em, và lại là Legion 7 2024 phiên bản màu trắng siêu đẹp. Và chào mừng em đến quay trở lại với Laptop World Thế Giới Công Nghệ. Trong video gần đây thôi, chúng ta được đi unbox trên tay và trải nghiệm khá là chi tiết về chiếc Lenovo Legion 7 phiên bản 2024 màu trắng này rồi. Và mình cũng đã nói khá là chi tiết về những cái điểm hay và những cái điểm chưa hay của chiếc laptop này. Thì nếu như mà anh em chưa xem video lần trước, mình sẽ gắn video ở góc bên phải phía trên này để anh em có thể cập nhật thêm về cái bài review của mình anh em nhé. Còn trong video lần này mình sẽ nói về những cái điểm mà trong clip trước mình chưa đề cập đến. Cụ thể như là về cái phần hiệu năng, về tản nhiệt, về nhiệt độ của chiếc laptop này, kể cả nhiệt độ bề mặt trong quá trình chúng ta sử dụng hiệu năng cao, và kể cả về cái mức độ tiêu thụ điện năng, về cái khả năng tiết kiệm pin, tối ưu sử dụng pin ra sao, thời gian sử dụng pin như thế nào. Tất cả mọi thứ mình sẽ mang đến một cách chi tiết nhất trong cái video này để anh em có thể có một cái nhìn tổng quan hơn về cái chiếc Lenovo Legion 7, một chiếc laptop gaming kiêm creator của năm 2024 trong mức giá khoảng độ 64 triệu đồng hiện đang có sẵn tại Laptop World anh em nhé. Ngay bây giờ bắt đầu thôi. Rồi thì trước khi vào video, vẫn như thường lệ, đường link của chiếc Lenovo Legion 7 2024 này hiện đang có sẵn tại Laptop World và mình sẽ gắn sẵn ở phía bên dưới phần mô tả của video này rồi. Chúng ta có thể click thật mạnh vào link để cập nhật thêm thông tin về mức giá cũng như là thông số của sản phẩm tại thời điểm mà anh xem video. Hiện tại thì Laptop World đang có sẵn cả hai phiên bản là màu trắng và màu đen cho anh em có thể lựa chọn luôn nhá. Mình sẽ liệt kê nhanh qua về thông số cấu hình của phiên bản này trước khi chúng ta tới phần test hiệu năng chi tiết hơn. Thứ nhất là ở đây chúng ta sẽ có một combo cấu hình phải nói cũng rất khủng, đúng nào? Anh em sẽ có một con Intel Core i9-14900HX cho chúng ta là 24x32 luồng, xung nhịp turbo tối đa có thể lên tới là 5.8GHz, RAM sẵn là 32GB bởi hai thanh 16 DDR5, bus sẽ là 5600MHz, ổ cứng SSD sẽ là 1T, M2 PCIe Gen 4X4, card đồ họa RTX 4070 với 8GB RAM và mức TGP cho phiên bản này sẽ là 140W điện. Đó là về thông số cấu hình của chiếc laptop này, cũng là một cái thông số rất là bề mặt mà lần trước mình cũng đã cập nhật qua cho anh em trong video unbox rồi. Nhưng mà trong clip lần này chúng ta sẽ đi đánh giá kỹ hơn về cái hiệu năng của combo cấu hình này. Một cái thân hình mà thiết kế theo mình đánh giá là mỏng cho một chiếc laptop 16 inch và nó cũng tương đối nhẹ, đúng không nào? Trong một chiếc laptop 16 inch vỏ hoàn toàn là kim loại đây, nhưng mà chúng ta sẽ chỉ có trọng lượng là 2,25kg. Trong khi đó thì mặt bằng chung laptop hiện tại 15,6 inch thôi, nó đã có cho chúng ta một cái trọng lượng cũng khá là nặng vài rồi, trong dao động trong ngưỡng khoảng độ 2,4-2,45kg, thậm chí 2,5kg. Thì chiếc laptop này nó cho chúng ta cái trọng lượng nó nhẹ hơn là khá, anh em nhá. Và bây giờ thì không để anh em chờ đông nữa, chúng ta sẽ cùng vào ngay phần test hiệu năng trước đã. Sau đấy thì chúng ta sẽ cùng đi nói về những cái thứ khác xung quanh của em nó. Ok. Bây giờ thì mình sẽ cùng tới ngay phần test hiệu năng. Thứ nhất là qua những cái bài test trước đi. Bài test đầu tiên sẽ là bài test Seaband R23. Với cái phần test Multicore, chiếc CPU i9-14900HX này có thể bơm cho chúng ta mức điện lên tới khoảng độ 142W điện trên một con i9-14900HX, mà trong ta cái mức điện năng tiêu thụ tối đa lên tới cái ngưỡng đó thì chúng ta cũng sẽ có một cái ngưỡng nhiệt độ cũng phải nói là nó khá cao, đúng không nào, vào khoảng độ 97 độ C tối đa. Nhưng mà nó cũng sẽ chỉ giới hạn tới cái ngưỡng đó mà thôi. Và sau khi kết thúc cái bài test Manticore thì chúng ta sẽ có cái mức điểm số mấp mé vào gần 30.000 điểm rồi. 29.523 điểm thì phải, nếu mình nhớ không nhầm. Và trong cái mức điểm số nó cao như thế cho bài test Manticore thì rõ ràng đây là một chiếc laptop đáp ứng được rất là tốt cho chúng ta vào những cái bộ phần mềm xử lý đồ họa, đúng không nào? Đây mới chỉ là bài test thôi, chúng ta có thể nhìn ra được vấn đề khá là nhanh chóng như thế. Còn với hiệu suất đơn nhân trên con i9-14900HX này thì theo mình thấy nó đang có một chút vấn đề. Khi mà mình chạy bài test đơn nhân trên Seaband R23 thì chúng ta sẽ chỉ có cái mức xung nhịp, nó sẽ chỉ giới hạn trong ngưỡng khoảng độ 4.48GHz trên những cái nhân hiệu năng cao mà thôi. Trong khi đó thì với công bố của nhà sản xuất, chúng ta sẽ có cái mức xung nhịp turbo tối đa 5.8GHz cơ. Đúng như công bố nhé, thì chúng ta sẽ có cái mức điểm số đơn nhân chắc chắn là nó sẽ vào khoảng độ hơn 2.000 điểm là cái chắc chắn. Nhưng mà ở đây cho cái mức xung nhịp hiện tại mình test ra trên em máy này, nó sẽ chỉ cho chúng ta mức điểm vào khoảng độ 1.714 điểm mà thôi anh em ạ. Cho nên là nó sẽ không cho chúng ta khiến cái hiệu suất đơn nhân nó quá là cao anh em nhé. Nhưng mà với một chiếc laptop mà dành cho dân creator như này, dành cho dân đồ họa chuyên sử dụng những bộ phần mềm, dùng vào những tác vụ đa nhân là nhiều ấy, thì chúng ta lại không cần tới hiệu năng đơn nhân quá nhiều. Chính vì thế mà cái điều này nó gần như nó chưa ảnh hưởng quá nhiều cho chúng ta với cái bài test lần này anh em ạ. Và mình tin đây chỉ là một cái lỗi phần mềm thôi và chúng ta có thể khắc phục được trong thời gian tới. Ok. Mình đã vừa đi qua chính là bài test đầu tiên, Seaband R23. Tới một cái bài test tiếp theo, đấy chính là bài test Firmax 2. Thì ở cái bài test này mình sẽ để mức setting sẽ là Full HD 1920x1200 và bật full screen anh em nhá. Thì với full screen chúng ta sẽ có cái mức điện năng tiêu thụ cho cái phiên bản 4070
chúng ta sẽ có cái mức điện năng vào khoảng độ 140W điện là tối đa, còn ổn định sẽ vào khoảng độ 135W anh em ạ. Cho chúng ta cái mức FPS dao động trong ngưỡng khoảng 152 đến 157 FPS cho cái mức điện năng tiêu thụ trong cái ngưỡng này, thì đây vẫn sẽ là một cái combo mà mang lại cho chúng ta một hiệu năng ở trên card đồ họa là rất tốt, đúng không nào anh em. Và mình có chạy qua thử một cái bài benchmark nữa, được chính là T1080, thì anh em sẽ có cái mức điểm số trong ngưỡng khoảng độ 10.000 điểm anh em ạ. Nếu mà chúng ta so sánh với cả 4060 thì đây không phải là một cái mức điểm số chênh lệch quá nhiều, đúng nào, trong khi 4060 với phiên bản hiệu năng tối đa 140W thì sẽ có cái mức điểm số dao động trong ngưỡng khoảng độ hơn 9.000 điểm anh em ạ. Thì ở đây chúng ta có 10.000 điểm, không phải là một cái mức hiệu năng, không phải một cái mức điểm số chênh lệch quá nhiều với Firmax 2 và với P1080 test ở trên chiếc laptop này anh em nhá. Ok, mình đã vừa đi qua chính hai bài test đầu tiên rồi. Nói chung đây là hai cái bài test mà chúng ta chỉ nên sử dụng để tham khảo thôi, đúng nào? Bởi vì nó không mang lại một cái hiệu năng, một cái đánh giá thực tế tổng quát về cái hiệu năng của combo cấu hình được trang bị trên một chiếc laptop, mà nó sẽ chỉ là một cái để chúng ta có thể mang chúng ta đối chiếu với cả những chiếc laptop khác để tham khảo mà thôi anh em ạ. Bây giờ thì mình sẽ cùng đi vào những bài test thực tế anh em nhé. Đầu tiên thì với một chiếc laptop đồ họa, mình muốn gửi tới anh em một bài test những cái tác vụ làm đồ họa trước, và mình sẽ sử dụng để edit và render video 4K anh em nhé. Ở trên đây chúng ta vẫn sẽ có một cái project rất là quen thuộc mà Laptop World vẫn luôn luôn sử dụng để test cho anh em, một cái project 4K dài 5 phút đã được edit hoàn thiện. Và cái file quay mà mình đang sử dụng ở trên đây thì được quay bằng Sony A7 Mark 3 25fps và mình cũng đã edit hoàn thiện rồi anh em nhá. Nói chung với cái tác vụ edit ở trên đây ấy, thì mình thấy là nó hoàn toàn đáp ứng cho chúng ta quá tốt thôi. Quan trọng ở đây là về thời gian render của nó cho một con i9-14900HX đi cùng với cả RTX 4070 ấy, thì cái tốc độ render của nó sẽ ra sao, để ngay bây giờ chúng ta cùng tới nghe phần render. Ở đây thì mình sẽ vẫn sẽ để một cái định dạng như mọi khi mà thôi, đấy chính là mét suộc 2 bit rate và định dạng H264. Thì khá là nhanh thôi, trong một cái clip 4K mà dài 5 phút em nó sẽ chỉ mất vỏn vẹn là 2 phút 31 giây để hoàn thành tất tần tật cái quá trình render của cái video này. Mình đánh giá đây vẫn là một cái tốc độ render khá nhanh, tuy nhiên thì nó vẫn chưa đạt tới cái ngưỡng mà mình thực sự mong muốn, đúng không nào. Đây cũng vẫn sẽ là một cái mặt bằng chung của những con i9-14900HX hay là 13950HX và thôi. Còn nếu như mà chúng ta muốn hiệu năng cao hơn nữa thì mình nghĩ là chúng ta sẽ phải sử dụng trải nghiệm ở trên những combo mà có hiệu suất tản nhiệt nó khủng khiếp hơn, để nó có thể bung được cái mức điện của con i9 này nó được cao hơn nữa, thì cái tốc độ lúc này nó còn rút ngắn lại hơn nữa cơ anh em nhá. Còn hiệu suất ở trên cái combo này cho cái mức giá này và cho cái thân hình nó sexy, nó mỏng nhẹ như thế này thì mình thấy nó là hoàn toàn hấp dẫn và hoàn toàn là chấp nhận rất tốt ở trên chiếc máy này, đúng không anh em. 2 phút 30 giây cho một clip 4K dài 5 phút. Ok, đây sẽ là một cái tốc độ render mà hầu hết những anh em editor sẽ cảm thấy là hứng thú, đúng nào? Bởi vì nó có thể mang lại cho chúng ta một tốc độ khá nhanh đấy. Rồi, đó là với bài test đồ họa. Bây giờ thì mình sẽ cùng sang tới bài test game, đúng nào? Ở đây thì mình sẽ có 3 cái thể loại game mà mình lựa chọn test lần này. Thứ nhất là tựa game FPS, rồi mình sẽ lựa chọn tựa game Counter-Strike 2. Tiếp theo sẽ là một tựa game eSports cũng khá là phổ biến, chứ tựa game PUBG, và cuối cùng là một tựa game AAA, đấy chính là Alan Wake 2. Bây giờ chúng ta cùng vào ngay tựa game đầu tiên là tựa game Counter-Strike 2 anh em nhé. Ở trong đây thì cái tựa game này sau khi đã cải tiến thay đổi khá nhiều, thì cá nhân mình hay là anh em quan sát qua video anh em có thể thấy là nó ăn rất nhiều vào CPU, đúng không nào anh em. Đầu tiên mình vẫn sẽ test tựa game này với chế độ performance ở trên Lenovo Vantage anh em nhé. Thì anh em có thể thấy là cái mức tiêu thụ điện năng của con i9-14900HX nó sẽ ăn trong chúng ta trong khoảng độ hơn 60 cho tới hơn 70W điện anh em ạ. Trong khi đó thì với GPU RTX 4070 cũng ăn vào khoảng độ 80 đến 90W điện, hơn 90W điện nữa. Và cho chúng ta cái mức nhiệt độ trên GPU thì sẽ chỉ dao động trong ngưỡng khoảng độ 70-71 độ C mà thôi. Trong khi đó thì với CPU, cho do là cái mức điện năng nó bơm cao như thế, cộng vào đó đây một con i9 nữa, chính vì thế mà chúng ta sẽ có một cái mức nhiệt độ nó cũng phải nói là hơi cao anh em ạ. Nó sẽ hơi ấm một chút thôi, không phải là cao. Nó sẽ chỉ dao động trong ngưỡng khoảng độ 80 cho đến 85 độ C trên con i9 14900HX này anh em nhé. Và cho chúng ta cái mức FPS dao động sấp xỉ là gần 300 FPS, tức là chúng ta sẽ có FPS dao động trong ngưỡng khoảng độ 270 đến 290 FPS cho mức setting Full HD, và đây là mức setting 2 Full 2 ở trên tựa game Counter-Strike 2 này anh em nhé. Cũng phải là mức FPS khá cao, đúng không anh em. Full HD 1920x1200, và đấy là với chế độ performance. Tuy nhiên thì với Lenovo Vantage năm nay, đặc biệt là trên cái dòng Legion 7 này, nó bổ sung thêm cho chúng ta một cái chế độ nữa anh em ạ. Và cụ thể thì đấy là cái chế độ Balance. Trong này chế độ năm ngoái cũng có mà, nhưng mà không, ở trong này thì năm nay nó có bổ sung thêm cho chúng ta một cái con AI Engine Plus. Đó, một cái con AI Engine mới. Nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta có thể boost được cái mức FPS trong những cái tựa game này. Chúng ta có thể nhìn qua nhá, tức là con AI này nó sẽ tự động chọn những cái tựa game và nó tune CPU và GPU, hiệu năng của CPU và GPU, để làm sao tối ưu nhất cho những cái tựa game FPS, để có một mức FPS nó cao nhất có thể. Và cái chế độ này nhá, mặc dù là 3 lần, nhưng mà để mà bật được cái con AI
Engine Plus này lên ấy, thì nó sẽ chỉ hoạt động khi chúng ta sử dụng với bộ sạc mà thôi. Tức là chỉ sử dụng khi chúng ta cắm sạc mà thôi anh em ạ. Đó, mình có bật cả hai cái công tắc này lên thì quay trở lại game, test lại một lần nữa. Lúc này anh em có thể thấy nhiệt độ nó giảm đáng kể luôn anh em ạ. Khi chúng ta chuyển sang Balance Mode, lúc này thì nhiệt độ của nó sẽ chỉ dao động trong ngưỡng là khoảng 67 độ C với GPU. Đó, cho cái mức điện năng tiêu thụ trên con 4070 này ăn trong ngưỡng khoảng 75 W điện. Và trên CPU i9 thì cũng ăn vào khoảng độ 55 W điện nữa. Nhiệt độ lúc này sẽ chỉ còn khoảng độ 75 độ C mà thôi anh em ạ. Và FPS thì vẫn thế nhá. FPS thì vẫn sẽ dao động trong ngưỡng khoảng độ 250 đến 270 FPS. Nó sẽ là rất cao, và đặc biệt là trên cái màn hình 165Hz này nữa thì mức FPS ổn định như thế là quá tốt rồi đúng không anh em? Quan trọng là gì? Chúng ta có mức nhiệt độ mát hơn, chúng ta có quạt êm ái hơn, mà chúng ta lại vẫn có một cái hiệu suất nó đủ tốt như là trước đây khi mà máy phải gồng gánh rất nhiều. Đấy là cái sức mạnh của cái con Lenovo AI Engine Plus thế hệ mới anh em ạ. Ok, mình đã vừa đi qua, đây chính là tựa game đầu tiên Counter-Strike 2. Và chúng ta sẽ cùng sang tới tựa game tiếp theo là tựa game PUBG anh em nhé. Ở cái tựa game này thì mình sẽ vẫn sẽ để độ phân giảm màn hình là Full HD, và mình chuyển hết cái setting game, setting đồ họa sang Ultra luôn, setting cao nhất luôn anh em nhé. Thì với cái setting Ultra, chúng ta vẫn sẽ có một mức FPS đủ ấn tượng với cái tựa game này khi mà đạt trong ta vào khoảng độ 160-170 FPS với môi trường là trong nhà, và khoảng độ hơn 140 FPS với môi trường ngoài trời anh em ạ. Và với cái mức điện năng tiêu thụ ở trên cái combo cấu hình này thì vẫn sẽ ở mức là khá cao anh em ạ. Tổng thể thì vẫn sẽ là khá cao. Chúng ta sẽ có mức điện năng ở trên GPU dao động trong ngưỡng khoảng độ 88-90W điện, và cho mức nhiệt độ vào khoảng vẫn sẽ là 71 độ C. Trong khi đó với CPU i9-14900HX ăn trong ta vào khoảng độ 57 cho tới khoảng hơn 60W điện, và sẽ đạt mức nhiệt độ vào khoảng độ 80-85 độ C nữa cơ anh em ạ. Đó là về cái mức độ tiêu thụ điện năng cũng như là về nhiệt độ của cái combo cấu hình này. Thì nếu như mà anh em cứ nhìn vào cái mức nhiệt độ khoảng độ 80 độ C mà anh em kêu nóng ấy, thì theo mình thấy đây không phải là một cái hợp lý cho lắm. Bởi vì sao? Thứ nhất, đây là một chiếc laptop với thiết kế mỏng hơn này. Thứ hai, đây là một con i9-14900HX. Và cái mức nhiệt độ như thế cho một chiếc laptop gaming nha, nó sẽ vẫn là hoàn toàn rất là dễ chịu và mát mẻ. Cái thứ ba nữa là chúng ta có thể custom được cái mức điện năng tiêu thụ, custom được cái mức nhiệt độ tối đa mà nó có đưa ra trong ta là bao nhiêu ở trong phần mềm Lenovo Vantage. Cho nên đây không phải là vấn đề, mà cái vấn đề đây là mình muốn để sang Performance Mode và mình để cho nó chạy max hiệu năng luôn, không đẩy max quạt, để xem là thực tế của nó mang lại trong ta là bao nhiêu, đúng không anh em? Còn nếu mà muốn bùa chú một tí, muốn phù phép một tí thì cũng rất là dễ dàng thôi, gọi là bùa chú hơi sai. Tức là máy nó có cho chúng ta cái custom mode, chúng ta có thể tùy chỉnh được quạt lên full, lúc này quạt quay max công suất. Chúng ta có thể kéo giảm cái điện năng ở trên CPU xuống ở mức thấp thôi, thì lúc này nhiệt độ của máy chắc chắn nó sẽ mát hơn là rất nhiều anh em nhá. Và chúng ta nên làm thế. Cái điều này nó sẽ cần thiết ở trên một chiếc laptop mỏng nhẹ anh em ạ. Lát mình sẽ cùng đi nói kỹ hơn về cái điều này. Và chúng ta vừa đi qua thì chính là tựa game tiếp theo, tựa game PUBG với setting Ultra vào khoảng độ 160-170 FPS. Đây là một mức setting đủ tốt để chúng ta có thể giao tranh trên cái tựa game này rồi anh em nhá. Nó là rất tốt rồi đấy. Tiếp theo chúng ta cùng sang một tựa game nữa, đó chính là tựa game AAA Alan Wake 2. Với cái tựa game này thì mình sẽ để hoàn toàn là mức setting 2, độ phân giải màn hình sẽ là Full HD. Render mình cũng để là Full HD 1920x2000 luôn anh em nhá. Thì chúng ta sẽ có cái mức FPS dao động cho cái con Legion 7 này sẽ đạt trong ta vào khoảng độ 69-70 FPS anh em ạ. Với một cái mức FPS như thế cho mức setting 2 và cho một tựa game AAA rất nặng thì đây là một mức FPS cao. Theo mình thì giá nó là cao anh em nhá. Với cái mức điện năng tiêu thụ ấy ở trên con RTX 4070 lúc này nó ăn lên tới khoảng độ 129-135W điện, gần như ở mức cao nhất rồi đấy. Và chúng ta sẽ có cái mức nhiệt độ nó sẽ chỉ trong ngưỡng khoảng độ 79 độ C mà thôi. Và anh em có thể để ý một điều là cái mức VRAM của con 4070 lúc này nó đang chạm tới ngưỡng là 7.5GB rồi. Tức là nếu mà chúng ta chỉ cần để sang độ phân giải 2K hoặc là chúng ta để lên một mức setting very high là lập tức là tràn VRAM, đúng không anh em? Cho nên đây là một cái mức setting tối đa mà chúng ta có thể chơi được ở trên tựa game này và ở trên chiếc laptop này anh em nhá. Với cái mức điện năng ở trên CPU thì lúc này nó không ăn quá nhiều, nó sẽ chỉ dao động trong ngưỡng khoảng độ hơn 30-40W điện mà thôi. Chúng ta sẽ có cái mức nhiệt độ dao động trong ngưỡng hơn 70-80 độ C nữa anh em nhá. Đó là với CPU i9 và cho một mức FPS vào hơn 60 FPS cho một tựa game AAA, cụ thể là gần 70 thì mình thấy nó là rất cao cho cái tựa game này rồi. Ok, mình đã vừa đi qua là chính là về phần test game. Bây giờ thì mình sẽ cùng tới với những cái trải nghiệm cụ thể và chi tiết hơn về cái phần mềm Lenovo Vantage này, về cái khả năng tối ưu điện năng và mức độ tiêu thụ điện năng trên combo cấu hình này, và cái thời gian trụ pin nó sẽ như thế nào. Bây giờ mình cùng đi qua từng điểm một. Thứ nhất là với Lenovo Vantage, nếu như mà trên những cái chiếc laptop gaming khác như kiểu Legion Pro 5 hay là Legion 5 hay là LOQ
mình có bảo là cái chế độ custom mode này nó thực sự là không quá cần thiết, thì sang đến chiếc Legion 7 này mình lại thấy nó rất cần thiết anh em ạ. Bởi vì là lúc này thì không nhất thiết là chúng ta lúc nào cũng phải sử dụng tối ưu hiệu năng ở trên CPU là nhiều nữa, mà lúc nào cũng phải bật performance nữa. Lúc này chúng ta cần nhiều hơn tới cái nhiệt độ mát mẻ, chúng ta cần nhiều hơn tới cái trải nghiệm êm ái của máy, thì cái custom mode này nó sẽ làm rất tốt cái điều đó cho chúng ta. Bởi vì chúng ta có thể tùy chỉnh được rất nhiều thứ anh em ạ. Trong này chúng ta có gì? Chúng ta có thể tùy chỉnh được mức độ quạt, mức full hay là mức custom, mức độ quạt bao nhiêu. Chúng ta có thể tùy chỉnh được mức độ tiêu thụ điện năng trên CPU bao nhiêu, nhiệt độ trên CPU bao nhiêu, vân vân, rất nhiều thứ, thậm chí trên GPU, vân vân. Chính là vì thế mà trên một cái chiếc laptop nó thiết kế mỏng hơn như thế này, với hệ thống tản nhiệt phần ở đó nó hơi khiêm tốn hơn một chút ấy, thì mình thấy cái custom mode này nó đáp ứng cho anh em là rất tốt anh em ạ. Đó là với cái phần mềm Lenovo Tech. Ngoài ra thì đấy, như mình đã nói, trong này nó bổ sung thêm một cái con Lenovo AI Engine Plus nữa. Nó cũng là một cái tính năng mình thấy nó cực kỳ hấp dẫn. Ok, tiếp theo nữa nhá, là về cái mức độ tiêu thụ điện năng ấy, thì mình có thử chạy một cái tác vụ rất là nhẹ nhàng mà thôi, đấy chính là xem video YouTube ở trên cái chiếc laptop này với video 4K, thì cái mức độ tiêu thụ của nó lên tới là khoảng độ 27W điện trên cả cái combo chiếc laptop này anh em ạ. Trong khi đó thì CPU nó ăn vào khoảng độ mất mẻ 10W điện, và mọi thứ xung quanh khác nữa nó ăn vào khoảng độ tổng cộng là 27W điện anh em ạ. Cũng phải nói mức điện năng tiêu thụ khá là tốn đúng không anh em. Thế thì thử hỏi là trong một cái viên pin 99Wh thì làm sao mà nó trâu được. Thì đây mình sẽ có một vài những cái mánh để cho anh em có thể tối ưu được hết cỡ cái thời gian trụ pin ở trên cái chiếc laptop này anh em nhá. Cho cái viên pin 99Wh thì bét ra nó cũng phải trụ cho chúng ta được trong khoảng độ 4 tiếng rưỡi cho tới 5 tiếng, thậm chí hơn 5 tiếng đồng hồ. Đó. Cụ thể ra sao thì anh em hãy cùng làm theo mình. Thứ nhất là chúng ta sẽ chuyển chế độ quiet mode, chế độ yên tĩnh ấy. Tiếp theo là chúng ta sẽ chuyển cái GPU working mode này sang hybrid iGPU only mode. Đó, tức là nó sẽ chỉ sử dụng duy nhất là card đồ họa tích hợp mà thôi. Ngoài ra nữa nhá, chúng ta sẽ giảm tần số quét màn hình về 60Hz. Thay vì là để 165Hz, chúng ta giảm về 60Hz cho mình. Tiếp theo chúng ta giảm cái mức độ sáng màn hình thấp xuống về mức khoảng độ 40% thôi. Đấy. Và cuối cùng đấy chính là chúng ta chuyển sang chế độ tiết kiệm pin, và cũng như là ấn vào cái viên pin ở đây này. Đấy, chúng ta vào trong đây và chúng ta chuyển cái power mode này sang best power efficiency. Tức là tất cả những tác vụ như thế nhằm cái mục đích là giảm cái mức độ tiêu thụ điện năng trên cái combo cấu hình này xuống, trên cái combo laptop này xuống thấp nhất có thể, để chúng ta có một cái thời gian trụ pin trâu nhất có thể, đúng không nào? Thì lúc này chúng ta có sử dụng kiểu lướt web, chúng ta sử dụng để xem phim, xem YouTube các thứ. Đặc biệt là các anh em nào xem phim tối muộn nhá, ngồi trên giường mà không muốn phải cắm cái dây sạc lòng vòng ấy, thì làm theo cách này. Thứ nhất là nó sẽ giảm mức độ sáng màn hình xuống thấp để đỡ hại mắt, đúng không? Mức độ sáng màn hình của chiếc màn hình này là rất lớn, giảm xuống 40% nó vẫn rất là đủ sáng chúng ta sử dụng anh em ạ. Thì sau khi mình thực hiện xong tất cả những cái thao tác vừa xong ấy, anh em biết là bây giờ cái mức độ tiêu thụ nó sẽ chỉ giảm về còn khoảng độ 17W điện trên cả combo cấu hình này anh em ạ. Và mình có chạy một lúc, mình test trên cái phần mềm battery mode cho cái dung lượng pin còn lại là 90W điện, chúng ta sẽ có cái thời gian sử dụng pin ở trên chiếc laptop này còn lại là 4 tiếng 50 mấy phút đó, tức là gần 5 tiếng với cái tác vụ là xem video online. Đúng rồi anh em. Đó, thậm chí là video 4K luôn nha. Và thực chất ấy, thì đó cũng chỉ là một cái cách để chữa cháy, để cho những anh em mà thực sự có nhu cầu cần sử dụng cái thời gian pin trâu hơn ở bên ngoài mà thôi. Chứ còn thực tế thì trong một chiếc laptop gaming, chúng ta biết rồi, bỏ ra khoảng độ hơn 60 triệu mà lại dùng pin ấy, thì rõ ràng là một cái sự phí phạm, rất là phí phạm, đúng rồi anh em. Cho nên là mình vẫn khuyến khích anh em là hãy cắm sạc để có thể tận dụng được hết cái hiệu năng của combo cấu hình này, cũng như là cho chúng ta một cái hiệu suất nó mạnh mẽ và nó mát mẻ nhất có thể anh em nhá. Vậy thì không biết là sau cái bài trên tay trải nghiệm chi tiết và đánh giá về hiệu năng, về tản nhiệt của chiếc laptop này thì anh em cảm thấy sao? Chứ còn với cá nhân mình thì mình thấy Legion 7 vẫn sẽ là một chiếc laptop mang lại cho chúng ta một cái thiết kế vừa đẹp, trọng lượng vừa nhẹ, hiệu năng tốt. Mặc dù là hiện tại nó vẫn đang gặp một chút lỗi về phần mềm, nhưng mà trong thời gian tới chắc chắn sẽ có khắc phục anh em nhá. Ngoài ra nữa thì một chiếc laptop đáp ứng được là rất tốt cho đối tượng làm thiết kế đồ họa multimedia, do là combo cấu hình đã là i9 rồi, hiệu năng đa nhân đã rất cao rồi, lại còn đi cùng với cả một con RTX 4070 phiên bản driver RTX Studio, cho nên đáp ứng cho anh em multimedia là rất tốt anh em ạ. Vậy thì anh em cảm thấy sao về chiếc Legion 7 này? Đừng quên để lại cảm nghĩ của anh em phía bên dưới phần bình luận của video này anh em nhé. Chúng ta sẽ cùng vào tương tác giải đáp với nhau nhiều hơn. Còn bây giờ nếu anh em cảm thấy video này hay và hữu ích, hãy nán lại một chút và cho laptop một like, một sub, cũng nhấn nút chuông để không bỏ lỡ video mới nhất. Và xin chào và lại anh em trong những video tiếp theo.